Hello, chào anh em nhá Xong à, một thời gian mà cũng rất là lâu rồi Mà mình có xem được rất là nhiều anh em mà thắc mắc và hỏi mình một câu hỏi Đúng một câu hỏi thôi Nhiều anh em cứ hay hỏi là Anh em thấy họ cầm tool chơi rất là nhiều và cũng thấy mình cầm tool chơi nữa Thì mong mình làm một video để giải thích rõ hơn cho anh em là À tool nó có thực sự nó tồn tại hay là không tồn tại anh em nhé à, mình nhớ không nhờ là mình đã từng làm một video và mình đã từng làm một video về tu cho anh em rồi những bạn nào mà theo dõi mình ấy thì chắc chắn là anh em cũng thấy rồi nhưng mà những bạn mà không theo dõi mình thì chắc anh em cũng không thấy đâu nhá cho nên hôm nay ấy thì mình sẽ chốt cho anh em là tool và uh, tool nó có thực sự mà nó tồn tại không mà tại sao mà anh em thấy họ chơi ấy Mà họ chơi từ 100k mà lên 100m 100m ấy Hoặc chơi từ 10, 10 củ mà lên 200, 300m Đấy thì mong mình làm một video để trả lời cho anh em nhá Ok ok Mình sẽ làm luôn nhá À, mình sẽ trở về xong rồi mình mới nói nhé <laughs> tu ấy thì mình sẽ chốt lại like cho anh em là Tool nó thực sự tồn tại anh em nhé Nó thực sự tồn tại nhưng mà để nó chuẩn 100% thì nó không bao giờ chuẩn. Anh em hiểu nhé. Nó không bao giờ chuẩn 100% anh em nhé. Nó chỉ chuẩn từ 70% cho đến 90% thôi. Và tool ấy nó giống như mà cái gì nhỉ? Tu nó giống nó anh nó, giống như một chiếc máy tính, máy tính ấy. Có nghĩa là nó giống một chiếc máy tính mà nó chỉ giúp chúng ta làm việc thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là chúng ta suy nghĩ Anh em nhé, vẫn là chúng ta suy nghĩ Nó chỉ giống như một cái gì mà nó là một công cụ mà để hỗ trợ chúng ta thôi Chứ mà nó không bao giờ chuẩn 100% anh em nhé Cho nên là chúng ta chơi thì vẫn có lúc chúng ta thua Anh em nhé mình đã từng mình đã từng mua rất là nhiều tool rồi anh em ạ ấy sau một thời gian mà mình làm youtube rất là lâu ấy thì mình cũng có mình cũng kiếm được ít tiền từ những tựa game này thì mình cũng đã bỏ tiền mua đơn rất là nhiều tool rồi có tool thì năm sáu củ có tun thì mười mấy củ anh em ạ Thì mình cũng mua được rồi nhá Trước kia mình có mua được một cái tun mà hack cả cho sắc đế anh em ạ nhá Nhưng mà cái tun nó thì nó hơi đắt một tí anh em ạ Mười ba củ luôn anh em nhá Mà mình mua về xài thì trước mình mua về xài thì nó rất là ổn anh em ạ Nó rất là ổn nhá Nhưng mà mình xài được một thời gian thì mình cảm thấy là nó không ổn lắm Anh em ạ Nó không ổn cho lắm đâu Cho nên là <laughs> không phải mình nói xấu người bán cho mình là mình nói là những người mà lập trình ra những cái tool đó thì theo mình biết thì hầu như cũng chỉ là những người lập trình game thôi anh em ạ. Họ cũng muốn kiếm tiền thôi nhá. Cho nên là mình khuyên anh em đừng có đừng có tò mò quá về những cái tool hack đó anh em nhá. Đừng có tò mò quá về những cái tool đó anh em ạ. Tôi là người mà bỏ tiền nhiều nhất để mua cái tool đó anh em ạ. Nhưng mà cái kết thì nó vẫn không bàn mình tự tự chơi đâu anh em nhá cho nên là mình mình khuyên anh em rằng là bây giờ mình tun thì thực sự thì mình có mình có nhiều anh em ạ đấy bây giờ trong điện thoại của mình ấy mình vẫn mua được rất là nhiều tun về nhá đấy, mười mấy tun luôn anh em ơi nhưng mà nhiều anh em cứ hỏi là tại sao mình không chơi tun nữa mình nói rất là rõ rồi nếu mà tun nó thực sự chuẩn như thế ấy, thì chúng ta cần cái gì mà để xoay cầu nữa anh em ạ còn nếu mà tun nó chuẩn như thế thì cái nó sinh ra để làm gì anh em nhá cho nên là mình nói cho anh em là đừng, anh em đừng có quan tâm quá nhiều về những cái tool đó nhá Mặc dù bây giờ mình có tool nhiều nhưng mà mình nói thẳng luôn là mình không bán đi rồi anh em ạ Tại vì sao? Tu nó có chuẩn 100% đâu Nếu mà mình đã xác định bán thì mình phải bán những cái tool mà nó chuẩn 100% cho anh em Đúng không? Đấy, thì mình mới dàn bán chứ Có nghĩa là ví dụ như mà mình có một anh em mà mình rất là rất là quen này Ở trong à, những tựa game này nhưng mà tự dưng mà bạn ấy mua tool mà mình biết cái tool nó đã không chuẩn rồi Nhưng mà mình lại cố tình bán đi Nhè yeah. Thì cái kết thì bạn ấy và mình chả uh, uh, Kiểu như mà chả Bạn ấy biết thì chả ghét mình à Đúng không Anh em muốn mua một cái gì thì anh em cũng giống như tôi cả thôi chúng tôi cũng muốn mà nó một chúng tôi cũng chỉ muốn mà nó không phải trùng một trăm phần trăm nhưng mà ít nhất nó cũng chiến từ 95% mươi trở lên anh em nhé thì chúng ta mới dán mua và mua về xài chúng ta mới có thể vui được nhưng mà những cái tool đó thì nó có trùng một trăm phần trăm đâu nhá cho nên là anh em đừng có quan tâm quá nhiều về những cái tool đó anh em ạ à, chúng ta hãy tự chơi đi chúng ta ăn được bao nhiêu là à, cái đầu của chúng ta nó tính được cả anh em nhé và những cách chơi những mẹ chơi thì nó sẽ thay đổi liên tục thường thường là trong một tháng hay là hai tháng thì nó sẽ thay đổi một lần nha yeah. cho nên là chúng ta đừng có đừng đừng có suy nghĩ nhiều quá là um, cái này nó dễ chơi nạp nạp tiền vào thì cứ một tool về sai anh em thấy người ta quảng cáo rất là nhiều trên những trang mạng xã hội thì anh em cũng đừng có tin mình là mình nói thật là những cái tool đó mình cũng đã từng sai rồi nhá yeah những cái tool mà ngày xưa thì mình tép những cái tool mà nó đã đắt tiền một xíu thì nó cũng chuẩn nhưng mà sau một thời gian mà anh nó cập nhật thì nó không chuẩn rồi anh em nhá anh em phải hiểu như này cho mình chứ mà nhiều anh em bây giờ cũng rất là tò mò và cứ hỏi mình là muốn mua tool đấy thực sự luôn nhưng mà mình nói thật luôn là mình không bán anh em ạ à, không bán đâu nhá không phải anh em thì mình nói thẳng là mình cũng không nói đâu đấy anh em đừng có đừng có hiểu nhầm là tun đấy là nó hack được 100% anh em nhé. Nếu mà những game nào thì mình không biết nhưng mà đối với những những dòng game mà uh, game bài online này thì nó sẽ thay đổi. Kiểu như mà nó có tool nó ra mát thì nó sẽ thay đổi ngay anh em ạ. Nhá. Mình chỉ nói những cái sự thật thôi anh em ạ, anh em tin hay không là của anh em nhá. Về tool thì như thế, còn về những cách chơi thì nhiều người cứ hai cũng hay rất là tò mò là Tại sao mà mình hướng dớm thì đúng nhưng mà anh em vào thì nó không đúng? Thì mình cũng chốt lại cho anh em là à, game thì không phải lúc nào cầu cũng đẹp, anh em nhá. Không phải lúc nào cầu cũng đẹp. Mình làm video thì thường thường là mình sẽ chọn vào những thời gian mà mình chơi mà mình thấy cầu đẹp. Còn có nhiều khi mình vào mà, mà cầu nó xấu thì mình cũng không chơi và mình cũng không làm video đâu, anh em nhá. Và những thời gian mà cầu nó xấu mà mình không làm video thì mình cứ ở đấy để chơi thôi chơi giải trí Câu đẹp thì mình lại quay video cho anh em xem thôi Đúng không? Mà quay video thì có nhiều khi nó đem Thì nó thua vài chục củ, vài trăm củ đấy anh em ạ Chứ đùa đâu nhá yeah. Ok, chúng ta trò chuyện thế đủ chưa này anh em nhỉ? em mình nghĩ là nó cũng đủ lắm rồi Anh em nhé Và mình cũng xin phép chốt được cho anh em là um, Chúng ta đừng đừng có đừng có mơ quá về những những cái tool đó anh em nhá mình chốt lại cho anh em rồi đấy Đừng có mơ quá về những cái tool đó Tool nó cũng chỉ là một phần hỗ trợ cho chúng ta thôi Ví dụ như mà tool nó báo nó ra chắn Thì nhiều khi chúng ta cực chắn nó vẫn ra lẻ được Tool nhiều khi nó báo ra lẻ Nhưng mà chúng ta cực lẻ nó lại ra chắn Anh em nhé Rồi video của mình thì mình cũng chỉ làm đến đây thôi anh em ạ Anh em thắc mắc về cái gì Thì anh em cứ hỏi mình nhé Mình sẽ nếu mà nó dài quá thì mình sẽ cố gắng làm một video riêng để để, để, để giải thích còn nếu mà nó ngán quá thì mình sẽ trả lời luôn trong bình luận anh em nha. Ok, mình xin nghỉ nhá. Rồi.